Ba phẩm thiện hiện. Bấy giờ Đức Bạt Già Phạm dạy thiện hiện: Này thiện hiện, ông hãy dùng thần lực mà giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát, hãy truyền trao dạy bảo cho các đại Bồ Tát để họ đạt được Bát Nhã Ba La Mật Đa đến chỗ cứu cánh. Khi ấy các chúng đại đệ tử Bồ Tát và các thiên tử đều sanh nghi ngờ như vậy. Cụ thọ thiện hiện dùng thần lực của mình để giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát, hay là nương vào sức oai thần của Thế Tôn? Nhờ thần lực của Phật, cụ thọ thiện hiện biết tâm nghi ngờ của chúng đại đệ tử Bồ Tát và các thiên tử nên nói với cụ thọ Xá Lợi Tử: Các đệ tử của Phật mạnh dạn nói pháp là đều nương vào sức oai thần của Phật. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, đầu tiên Phật giảng nói pháp giải thoát cho người khác, người đó theo lời Phật dạy tinh tấn siêng năng tu học cho đến chứng đắc thật tánh của các pháp, sau đó người này lại giảng nói cho người khác theo tánh của pháp không trái nhau, tất cả đều là phương tiện thiện xảo của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, tôi nhờ thần lực của Phật gia bị mà giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chúng đại Bồ Tát. Làm được việc như vậy chẳng phải là biện tài của tôi. Vì sao?